chào những tín đồ ẩm thực của ẩm thực và du lịch. Ngày hôm nay thì Ly rất vui mừng khi tiếp tục giới thiệu đến các bạn một món ăn đường phố cực kỳ thú vị mà nghe thì tên quen quen thôi, nhưng mà chưa chắc các bạn đã từ một lần tự tay làm những cái món ăn đường phố này. Và hôm nay mình xin giới thiệu đến quý vị các bạn một đầu bếp rất là nổi tiếng của trường hướng nghiệp Á Âu, đó là cô Yến. Dạ cô Yến ơi, không biết hôm nay là mình sẽ gửi đến các bạn một công thức món ăn gì ạ? Hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta làm cái món bắp xào. Hoặc ở ngoài đường chúng ta hay mua, rất là đơn giản nhưng mà dễ làm. Tại vì ở đây là con cũng có thấy cô có để một số các loại nguyên liệu như là bắp này, rồi tỏi phi đúng không ạ? Vậy thì ngoài những cái nguyên liệu như này thì mình có thể bổ sung thêm một vài nguyên liệu khác nếu mà các bạn ấy muốn ăn thêm không ạ? Hay là cố định những cái nguyên liệu này ạ? Cái nguyên liệu này sẽ tùy theo sở thích của mình. Ví dụ như có nhiều nơi người ta không có dùng cái tỏi phi như cô, nhưng mà cô muốn cái mình làm sẽ có hương vị riêng. Và hai nữa, cô sẽ không sử dụng dầu riêng mà cô sử dụng cái bơ thơm để tăng cái hương vị, cái mùi thơm lên, nó sẽ hấp dẫn hơn. Đúng rồi, tại vì là con cũng đã từng ăn bắp xào ở ngoài đường phố thì đa phần họ sử dụng những cái dầu, đúng rồi, dầu chiên ạ. Mà cái đó thì chắc chắn là nó sẽ không để lại hương vị thơm bằng cái bơ này đúng không ạ? Vậy thì chúng ta cùng cô Yến sẽ bắt đầu món ăn này nhé. Tôi tin chắc là các bạn sẽ phải cảm thấy rất là hấp dẫn và náo nức khi mà làm xong món ăn này qua sự chế biến và sự hướng dẫn của cô Yến ạ. Rồi, chị em. Thứ nhất, trước hết là để làm món này chúng ta cần nguyên liệu là ở đây là bắp. Chúng ta mua về và lạc hột ra và chúng ta đem lên, một là hấp, hai là chúng ta luộc. Trong quá trình luộc hoặc hấp các bạn cho một chút xíu muối vào để cho cái vị nó tăng thêm đậm đà. Vậy thì có sự lưu ý nào khi để mình mua những cái trái bắp không ạ? Thứ nhất là khi mà các bạn mua bắp, các bạn mua những cái trái bắp non, khi bấm vào nó còn cái vị sữa thì như vậy trái bắp nó sẽ ngon hơn, đừng mua bắp quá già. Thứ hai nữa là khi trong quá trình luộc và quá trình hấp, tôi thấy là các bạn nên hấp thì hay hơn. Hấp như vậy cái vị ngọt nó sẽ còn giữ lại, và bỏ chút xíu muối vào để tăng thêm sự đậm đà ha. Hành sau khi chúng ta mua về giờ chúng ta sẽ rửa sạch và sắc nhỏ như thế này. Ruốc thì các bạn mua ruốc sấy sẵn cũng được, ở trong siêu thị nó có bán cho chúng ta, là đỡ mất thời gian ha. Bơ thơm thì cũng đã, người ta cũng đã bán sẵn, các bạn mua thì nói là bơ để dành dùng để nấu á. Và tỏi chúng ta chỉ có mua về và chúng ta phi lên thôi. Những cái những nguyên liệu rất là đơn giản. Vậy thì những cái nguyên liệu này cũng theo con nghĩ thì nó chỉ khoảng tầm 30-40 ngàn là có thể các bạn ăn được 5 đến 6 người đúng không ạ? Rất là đơn giản mà là các bạn có thể tự tay chế biến cho mình, nhất là vào những dịp cuối tuần hay những cái thời tiết mà mát được. Thế là bỏ bơ vào. Các bạn đừng có bỏ bơ nhiều quá sẽ bị ngấy ha. Ít thôi. Cái bơ tan đi. Bắp này chúng ta đã luộc chín rồi, thành ra sẽ xào rất là nhanh. Chỉ cần trong vòng vài phút chúng ta sẽ có một dĩa bắp xào nha. Các bạn nghe cái mùi thơm không? Cái mùi thơm nó nực lên rồi đó. Khi mà chảo đủ nóng ta bỏ vào đây. Trong quá trình mình xào ngô như thế này thì có cái lưu ý nào để cho bị nhận biết là khi cái hạt ngô đó vừa chín tới không ạ? Tại vì cái này chúng ta đã hấp chín cái hạt bắp rồi, thành ra chúng ta chỉ có xào sơ lệ lửa vừa thôi để cho nó cái gia vị và bơ thấm vào. Chúng ta sẽ nêm chút xíu bột nêm vào đây, ít thôi cái bột nêm thơm quá rồi. Chúng ta có thể ngửi thấy mùi ngô thơm cộng với mùi bơ nữa. Nếu quý vị các bạn đang đứng đây chắc chắn là bao tử của mình sẽ không bao giờ ngồi im ở đâu ạ. Chúng ta bắt như thế này để chủ yếu cho gia vị nó ngấm thôi ha. Sau khi gia vị, các bạn thấy ra gia vị nó ngấm rồi chúng ta sẽ bỏ ruốc vào. Các bạn lưu ý là tự vì ruốc này nó đã có gia vị rồi cho nên chúng ta không có nêm quá mặn, thậm chí nếu mà bạn nào ăn lạc là không nêm gia vị luôn. Tại vì cái gia, nếu mà các bạn mua mà ruốc có gia vị thì không nên. Hoặc là chúng ta dùng tôm khô cũng vậy, tôm khô chúng ta đã có vị mặn rồi, thành ra khi mà các bạn chiên á, các bạn làm như thế này thì chỉ cần bỏ chút xíu bột ngọt thôi, không có nêm bột nêm nữa ha.
nhìn màu sắc chị, màu sắc hấp dẫn quá. Dạ. Sau đó cuối cùng chúng ta bỏ hành vào. À, cái này hành nhiều ăn nó mới ngon. À. Hành ít ăn cho nó không ngon. Hành nhiều cho nó mới nhiều màu sắc thôi. Và khi bỏ hành vào chúng ta chỉ cần đảo qua đảo lại và chúng ta tắt lửa. Các bạn đừng có để lửa hành chín quá, nó sẽ mất cái mùi thơm của hành đi. Thực ra thì từ trước nay thì con cũng có sử dụng nấu nướng một vài cái món ăn vặt, là cũng có món ăn này. Nhưng mà không biết rằng là mình sẽ cho nhiều nguyên liệu cùng với ngô như thế này, cùng với bắp như thế này thì nó có thể tạo ra được cái màu sắc hấp dẫn như vậy ạ. Thấy không? Cái màu rất là hòa quyện. Sau và cuối cùng nữa chúng ta mới cho dầu tỏi vào. Dạ. Là tỏi phi. Tỏi phi là tụi để tạo cái mùi thơm nữa. Và cái tụi đồ giòn giòn trong tỏi rất là ngon. Rồi. Các bạn thấy không? Đơn giản, không tới 5 phút cái món ăn đã hoàn tất. Nếu quý vị các bạn để ý là ở ngoài đường phố khi mà họ bán ạ, thì các nguyên liệu của họ sử dụng thì sẽ rất là ít ạ. Thì khi mà lúc đó mình ăn thì mình sẽ không cảm nhận được hết những cái vị mà hòa quyện cùng nó, như từ ngô, từ tép, đúng không ạ? Nó sẽ không đủ lượng để mà cho mình cảm nhận hết cái món ăn này. Và tự tay làm thì tất nhiên là lúc nào nó cũng sẽ ngon hơn, đúng không ạ? Mọi người có thể sử dụng những cái nguyên liệu đơn giản này và làm được cái món ăn hấp dẫn như này ạ. Bắt đầu cơ đội. Rồi, các bạn thấy không? Thế là trong vài phút chúng ta đã có một cái dĩa bắp xào rất là đơn giản và nhanh. Em thấy không? Ai cũng có thể làm được hết. 5 phút thôi ạ, chỉ 5 phút thôi mà các bạn đã có thể có một dĩa bắp xào cực kỳ hấp dẫn rồi ạ. Mùi thơm của bơ kết hợp cùng với hành phi rồi tép khô ạ. Cái này đã hoàn tất, bây giờ cô múc một chút xíu cho em ăn dùng thử xem cảm nhận 5 thế nào nha. Chỉ 5 phút mà Ly đã được thưởng thức một món ăn hấp dẫn như này ạ. Rồi, mời em. Hôm nay được khai trương trước mọi người nhé. Mọi người có thể thử tưởng tượng xem nào. Bây giờ là Ly đang ăn bắp của cô Yến đầu bếp Á Âu đấy ạ. Chứ bình thường mọi hôm là ăn ngoài gì hả? cô Yến biết không ạ? Tại vì là khi mà con ăn á, con đang nghĩ cái món cô ăn bắp nướng ngoài vỉa hè nó khác gì so với món cô làm. Thì thực sự là bắt đầu là sẽ có một cái vị gọi là vị béo của ngô đấy ạ, cộng với thêm mùi bùi của mùi tép và đặc biệt là mùi tỏi phi mà cô đã phi trước đó. Sau cùng đó là cái mùi mà biết diễn tả sao không? Nó mùi bơ đấy ạ, nó khác hoàn toàn mùi dầu mỡ. Nhưng mùi dầu mỡ ăn thì mình sẽ cảm giác là ngấy nữa, chứ không còn là mùi thơm của bơ nữa. Nhưng mà cái này thì lại khác ạ. Thực ra Ly đứng đây Ly nói vậy thì chắc là quý vị sẽ không tin đâu, nên là Ly nghĩ là mọi người ngay bây giờ đi ạ, sau khi xem clip của ẩm thực và du lịch thì mọi người nên chuẩn bị cho mình một những cái nguyên liệu như này để chế biến đi ạ. Và nếu mà mọi người có muốn hỏi thêm bí quyết gì để tại sao được ra được cái màu và màu sắc hấp dẫn như này thì có thể comment ở dưới trang của Ly, dưới clip này của Ly ạ. Thì Ly và cô Yến sẵn sàng trả lời cho các bạn, chỉ cho các bạn từng bước một để mọi người có thể đưa ra một món ăn và hấp dẫn này y chang một vị mà Ly đang thưởng thức do đầu bếp nấu. Con hôm nay là rất là cảm ơn cô đã cho con có thể thưởng thức được một món ăn, không nghĩ là một món ăn vặt đường phố từ xưa nay mà nó lại có thể biến tấu một cách ngon như vậy ạ. Rồi, con cũng cảm ơn em. Hy vọng là em và các bạn khán giả sẽ cũng sẽ làm được món y như thế này, vừa rẻ tiền lại vừa mau nữa. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào mọi người.